Cô ấy thì là cái năm, không biết là năm 14, Vâng. 15, bắt đầu đầu năm 15 thì bắt đầu là cô bị, tự nhiên là cô mới bị ho thôi. Đầu tiên là ho xong cô uống thuốc thì nó cũng thấy đỡ. Đỡ xong đến khi bắt đầu là cô mới đi xong bắt đầu tự nhiên bắt đầu là nó mới không, nó mới không, nó buồn nôn xong nó lại không ngủ được. Thế thế là cô mới đi vào tất cả các bệnh viện, nằm coi như là 3 tháng ở các bệnh viện nhưng mà không tìm ra bệnh. Đấy, Cứ nửa đêm là phi ra khỏi nhà. không, thế không tìm ra bệnh thì bắt đầu là cô đêm ấy thì là ngày cũng không ngủ và đêm cũng không ngủ, nhưng mà nói chung cứ từ tầm 8 giờ đến 10 giờ thì là cô ngủ được, từ 8 giờ đến 10 giờ là ngủ được, nhưng bắt đầu từ 10 giờ trở đi là bắt đầu là tim cô đập rất là nhanh và cô không thể nào mà cô ngủ được, mà cô chỉ muốn dậy. Thế cô dậy thì cô cứ đi lên tầng xuống tầng rồi mọi thứ, xong cô cứ nằm nằm nhưng nằm mà không thể nào nằm được, xong cô chỉ mong đến trời sáng đến cô mới nằm, xong là cô đi, cô cứ ngồi. Thế là cô dậy cô mới tụng kinh, cô đọc tụng kinh xong bắt đầu đến ba khoảng 3-4 giờ sáng thì bắt đầu cô cứ lao ra khỏi nhà ra đi một lúc cô lại quay về, nhưng mà cả đêm cô cũng không ngủ được. Thế là cô cứ nghĩ, cô bảo là chắc là mình bị cái bệnh gì nó nặng lắm cho nên nó cứ buồn nôn như thế mới không ngủ được như thế. Thế là đến khi được người ta mới giới thiệu cô thì ra cái bệnh viện Bạch Mai, cô gặp bác sĩ Tuân, thì bác sĩ Tuân mới cho cô uống thuốc, thì bác sĩ bảo cô là bị rối loạn lo âu. Thế thì cô uống thuốc trầm của bác cảm đấy, có nghĩa là nó cũng là một cái dạng trầm cảm. Thế là cô uống thuốc của bác ấy thì đỡ, có nghĩa là uống một cái là đỡ luôn, có nghĩa là uống chiều hôm nay uống cái thì là đến tối là cô ngủ được luôn, và cứ uống thuốc thì là đỡ và ăn được ngủ được. Thế nhưng mà nó lại sinh ra rất là nhiều bệnh, có nghĩa là tự nhiên nhá, đêm cứ là sáng cô dậy, cứ sáng cô tầm khoảng 3-4 giờ sáng ấy thì là có nghĩa là họng cô là rất là nhiều đờm lắm ấy, mà cô đi khám thì cũng không khỏi được, mà uống thuốc cũng không khỏi được cái đờm đấy. Thì cô mới, thế là cô bảo là thôi bây giờ chắc là do là bệnh của mình như thế. Thế xong bắt đầu uống thuốc một thời gian thì nó cũng đỡ, nó đỡ nhưng mà nó không đỡ hẳn. Thế là cứ xong cô mới tự, cô nghĩ là mình uống một ngày uống 9 loại thuốc thì rất là nhiều thuốc, cho nên là cô nghĩ là sẽ hại gan hại thận, cho nên cô mới tự dừng, cô tự bỏ thuốc của mình. Nhưng mà cô bỏ thuốc xong một cái thì bệnh nó lại quay về, nó lại vẫn lại không ăn được, không ngủ được. Thế là đến khi mà cô gặp cái cô Giang ấy, cô đi học diện chẩn về, thế cô mới học cô Giang, cô mới thấy cái này cũng hiệu nghiệm. Là cô Giang học ở diện chẩn Việt đấy. Đấy, thì lại cô thấy rằng là cái này cô cũng đã nghe rồi, và cô cũng, nhưng mà cái lúc đấy là cô chưa tin. Thế cho nên cũng đã nghe rồi. Thế và khi đấy thì cô mới học theo cô Giang, cô bảo cô Giang mua cho cô một quyển sách. Thế cô về bắt đầu cô mới tìm hiểu, thì cô mới tìm cái chỗ về thần kinh, thì cô thấy cái suy nhược thần kinh thì cô nghĩ chắc là cái bệnh của mình là do suy nhược thần kinh. Thì cô làm cái phác đồ là suy nhược thần kinh là 127 này, 37 này, 1 này, 50 này, 73 này, 106 này và 103 này. Thì cô làm cái phác đồ đấy thì cô lại thấy rất là đỡ. Thế xong bắt đầu mà cô tự, lúc đấy rồi cô bỏ thuốc hoàn toàn và cô vẫn thấy ngủ được và vẫn thấy ăn được. Thế nhưng mà nếu giả dụ như có một cái chấn động gì về đấy thần kinh của cô ấy thì cô lại bị lại, thì cô lại dùng cái phác đồ đấy. Có nghĩa là cái thời gian đấy là cô không làm đều nữa nhá, cô không làm phác đều, ngày nào cô cũng không phải là ngày nào cô cũng làm đâu, mà thỉnh thoảng cô mới làm thôi, nhưng mà cô thấy rất là hiệu nghiệm. Thế thì sau đó là cứ lúc nào mà cô cảm thấy mất ngủ thì cô lại dậy, cô lại làm cái phác đồ đấy thì lại ngủ lại được. Hay quá. Đấy, thế và cái bệnh mà cổ họng của cô có nghĩa là cứ 3-4 giờ sáng thì đờm rất là nhiều, đờm nhiều đờm lắm ấy, nó cứ nổi lên và cô cứ phải rít, có nghĩa là cả cơ thể cô phải rít lên cô mới thở được. Xong cô cứ ngồi dậy cô thở, ngồi dậy cô thở, thì tôi cũng không hiểu là cô làm viêm xoang hay cô làm những cái gì, nhưng mà có nghĩa là cô cũng lấy cái sao chổi ấy, cô cứ đánh vào cái vùng này của cô này, vùng mí mắt này của cô này, mà cứ lúc lên là rất là muốt, rất là đau, và cô cứ hàng ngày ngày nào cũng đánh vào cái vùng đấy. Thế tự nhiên thì tự nhiên đờm nó đi đâu hết ấy. Ồ, hay quá. Thế là đến bây giờ là chẳng có đờm nữa. Thì cô không hiểu là nó khỏi ở cái chỗ nào, nhưng mà cô thấy rằng là cô rất là hiệu nghiệm ở chỗ đấy. Mà cô cứ đánh ở cái vùng này mà cái đùng, cái lúc nó đau lắm, cái vùng đấy đau, nó buốt lắm. Đau buốt lắm, nó buốt cực kỳ luôn, chiếu phổi và diện chẩn đấy. Đấy, cô đánh đúng rồi. Thì cô đánh cái vùng đấy thì tự nhiên đờm nó hết sạch.
và đã mấy năm, có nghĩa là hơn một năm nay là đờm hết sạch, không còn đờm, không làm được gì nữa. Hơn một năm nay trạng thái của bình thường rồi. Bình thường. Đấy. Không còn bỏ ra nhà giữa đêm nữa. Không bỏ ra đêm, bình thường ăn ngủ được, nhưng mà có nghĩa là ngủ bây giờ thì nó vẫn chưa phải là sâu giấc lắm. Vâng, vâng. Nó vẫn chưa là sâu giấc. Vâng. Đấy. Nhưng mà vẫn ngủ được. À, tốt quá. Đấy, ngủ được và ăn được. À. Nhưng mà thỉnh thoảng nó thì đấy, cái đợt rồi là nó lại bị cái dị ứng đấy. Vâng, vâng. Thì đấy thì cô làm dị ứng mấy tháng liền đấy. Vâng. Thì cái đợt vừa rồi thì cô cũng làm cái tiêu viêm, tiêu độc. Vâng. Sau đó cô làm cái làm mát, sau đó cô làm cái dị đứng ứng nổi về đây thì nó cũng đỡ, nhưng mà nó đỡ rất là ít. Vâng. Nhưng mà cô lại kèm theo cô uống cái nước đậu đen. Đậu đen rang lên. Đen sao lên đấy. À. Rang lên và mỗi ngày cô cho vào cái bình ấy thì cô sắc như là cô hãm như hãm trẻ. Vâng. Thì cô uống thì đến tầm khoảng 3 ngày hôm nay là hết sạch, không thấy dị ứng nữa. Đấy. Đấy. Hay quá, đấy. Chúc mừng cô nhé. Nhờ có diện chẩn mà cô khỏi bao nhiêu thứ. Đấy, cô khỏi rất là nhiều bệnh nhiều thứ. Đấy, mà đấy là do cô tự học ấy, được học viên của cháu hướng dẫn đúng không? Đấy, được học viên đấy, cô học viên có dẫn. Cái gì thì cô lại cứ mang đến cô học hỏi qua đó. Học một người học viên à, đấy, cứ cái chỗ nào mà cô không hiểu thì cô lại hỏi nó. Hoặc là cô hai chị em lại nói nhau qua Zalo. Hoặc là hai chị em thế là nó cứ tận tình, nó chỉ với cả thỉnh thoảng nó cũng chữa cho cô. Chẳng hạn như cái đợt mà tháng 4 ấy là cô, đợt đấy là cô cũng ốm rất là nặng đấy. Có nghĩa là đợt đấy cô đi Điện Biên. Về thì không biết là có phải là do mình thay đổi hay không. Nhưng mà cô đi Điện Biên về thì xong là lúc đấy là người cô rất là nóng, rất là khó chịu. Thế để mà buồn nôn lắm. Nó lại buồn nôn và cô cũng cảm tưởng như là cái bệnh đấy nó quay về. Đấy là cô mới, nhưng mà ngủ thì vẫn ngủ được, nhưng mà ngủ nó không ngon giấc ấy. Thế cô bảo mới Giang thì Giang mới gạch mặt cho cô ấy, gạch đau ấy. Đấy là gọi là gạch cấp cứu ấy. Thì gạch xong một cái thì tầm khoảng 10 phút thôi. Thì bắt đầu người nó nhẹ, nó mát hẳn đi. Và người nó nhẹ hẳn đi. Và từ đấy trở đi cho là đến bây giờ là nó người nó nhẹ hẳn đấy, có nghĩa là nó không bị tái phát lại như những cái lần trước nữa. À, tốt quá. Đấy là cái phương pháp gạch mặt đấy. À, đấy. Tốt đấy. Quá. Thế còn mẹ cô đấy thì đợt vừa rồi là lần nào mẹ cô cũng bị viêm phế quản mãn tính không? À. Thế nhưng mà có nghĩa là cứ lần nào bị ho là lần đấy phải kháng sinh. Vâng. Nhưng mà đợt vừa rồi bảo thôi mẹ để con chữa cho mẹ. Vâng. Thế thì cô chữa cho mẹ cô hàng ngày thì cô cũng làm lăn mặt này. Vâng. Lăn hết bằng cái cầu đôi này, sau đó là cô làm 6 vùng cho bà này. Đấy, làm 6 vùng cho bà, sau đó là cô làm cái viêm phế quản thì là của cái thầy gì nhỉ? Thầy Thắng, Dũng Thắng hay gì Trần đấy. Thắng, đấy, cô lên mạng thì cô thấy là thầy bảo làm cái huyệt số 8 này. Vâng. Nghĩa là huyệt bao nhiêu bây giờ cô không nhớ nữa. Nghĩa là làm rất là nhiều để làm cho bà đấy. Thế mà đến bây giờ tầm khoảng 2 tuần thì bây giờ là bà hết ho. Hay quá. Khỏe, hết ho. Tốt quá. Đấy. Thế là cô thấy rằng là đúng là cái này, cho nên cô cũng rất là muốn đi học. Chúc mừng cô và gia đình nhé, cô giỏi quá, tự học và làm tốt quá. Đấy. Chúc mừng cô.